Vụ việc bé gái 12 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội bị mẹ đẻ hành hạ, người tình của mẹ xâm hại nhiều lần vẫn là một câu chuyện đáng buồn với tất cả chúng ta. Tính cho đến thời điểm này, có tới 17 cơ quan làm công tác bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, phải gần một tháng sau, khi gia đình cháu bé làm đơn trình báo, các cơ quan báo chí vào cuộc, sự việc mới được đưa ra ánh sáng. Phải chăng đang tồn tại nhiều lỗ hổng trong công tác bảo vệ trẻ em? Sự phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm còn chồng chéo và bất cập? Một phần câu trả lời sẽ có trong phóng sự dưới đây của chúng tôi. Theo tìm hiểu của phóng viên VTC, gia đình bé B sống tại địa bàn đã gần chục năm nay. Sự việc bạo hành trẻ em xảy ra trong suốt 2 năm. Nhiều người dân sống xung quanh cho biết đã phản ánh lên tổ dân phố và phường Hà Cầu. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chỉ thật sự vào cuộc khi tiếp nhận đơn tố cáo của bố cháu bé vào ngày 24 tháng 1. Và cũng phải mất gần một tháng sau, tức ngày 20 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm người dưới 16 tuổi và hành hạ con. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng là Phạm Thanh Tùng và Hoàng Thị Thu Huyền. Về công tác quản lý nhà nước ở địa phương mà để xảy ra cái sự việc như vậy thì cũng là rất là đáng tiếc. Và khi nắm bắt được thông tin thì Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chỉ đạo các ban ngành cũng như là tổ dân phố vào cuộc ngay. Mình có thấy là mình chậm trễ trong cái câu chuyện này không? Cái việc giải quyết cho đến thời điểm này thì về phía Ủy ban Nhân dân phường cũng chậm trễ trong việc giải quyết. Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Hà Đông khẳng định các cơ quan đoàn thể của phường và quận đã vào cuộc quyết liệt từ khi nhận được đơn trình báo của gia đình. Sở dĩ vụ việc kéo dài mà không bị phát hiện, một phần do cháu bé không chia sẻ với gia đình, hàng xóm và nhà trường. Nó là một vụ việc phức tạp và không phải những cái thông tin, cái việc nó liên quan nghi đến cái bạo hành hay là cái xâm hại đã không được phát hiện và được báo ngay tại cái thời điểm hoặc ngay sau thời điểm. Do vậy mà quá trình có thể là họ thực hiện điều tra thì nó cũng có phải thêm nhiều thời gian. Khi mà cái vụ việc này xảy ra thì không phải chỉ có phường mà kể cả cơ quan quản lý nhà nước chúng tôi cũng thấy trách nhiệm của chúng tôi là cũng có những cái mà mình không nắm tường tận được hết để có cái chủ động tham mưu cái hoàn cảnh đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Lãnh đạo quận Hà Đông cũng chia sẻ, từ nay đến hết ngày 28 tháng 2, bé gái 12 tuổi sẽ tiếp tục sinh sống với bác họ. Sau thời gian này, thành phố và quận sẽ tính toán để đưa cháu bé đến sinh sống, học tập ở một môi trường an toàn, phù hợp. Ngay lúc bắt đầu mà khi có cái trình báo thì cháu nó cũng tương đối ổn định về tâm lý một chút. Thì tuy nhiên đến thời điểm này thì nó cũng có những cái băn khoăn, nó vẫn có cái sợ sệt liên quan đến cái việc là có quá nhiều người biết vụ việc này. Và cháu nó rất sợ là xì xào đàm tiếu chỉ trỏ thì cháu nó không sẽ ở lại cái địa bàn như vậy. Thế thì cũng chính vì thế mà lúc đầu chúng tôi định đưa cháu vào trung tâm dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu để cho cháu tiếp tục cái việc đi học ngay tại cái trường bên cạnh. Thì tuy nhiên đến thời điểm này thì là đang đặt ra rất nhiều vấn đề lo lắng và sẽ phải tính đến cái phương án là đưa cháu ra khỏi cái địa bàn Hà Đông. Nhiều ý kiến cho rằng sự việc xảy ra với bé gái 12 tuổi tại quận Hà Đông là nghiêm trọng. Thông qua vụ việc lần này, một lần nữa cho thấy sự phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ trẻ em còn chồng chéo, bất cập. Nhiều quy định của pháp luật còn hạn chế, cần phải thay thế, bổ sung. Pháp luật chúng ta chưa nghiêm, mặc dù chúng ta có quy định như thế nhưng nó chưa phù hợp với trẻ em. Những cái xử lý luật pháp còn thiếu nghiêm minh, còn chưa được công bằng. Cho nên có những trường hợp là nó lọt tội rất là dễ dàng, thậm chí có những hình phạt rất là nực cười đối với những cái hình phạt mà dâm ô trẻ em hay là bạo lực xâm hại trẻ em, đưa ra những hình phạt rất là nực cười như kiểu gián tiếp thúc đẩy cái việc tiếp tục xâm hại và bạo lực trẻ em bởi những cái hình phạt rất là nực cười như vậy. Những tổn thương mà bé gái 12 tuổi tại Hà Đông, Hà Nội phải chịu đựng một lần nữa gióng lên hồi chuông với những người làm công tác bảo vệ trẻ em. Thay vì hô hào, nêu cao khẩu hiệu, điều cần làm đó là giúp trẻ nhận biết những nguy cơ có thể gặp phải và sẵn sàng lên tiếng tố cáo khi bản thân bị bạo hành, xâm hại.